Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình sinh học lớp 6. Vậy là tiếp theo của bộ môn khoa học tự nhiên của bậc tiểu học, thì trong chương trình sinh học bậc trung học cơ sở, chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với thế giới sinh vật. Và trong chương trình sinh học lớp 6 này, chúng ta sẽ được tìm hiểu về thế giới thực vật. Vậy thì thế giới thực vật sẽ có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung đầu tiên của phần sinh học, đó chính là bài mở đầu sinh học. Bài 1, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm của cơ thể sống. Như các em đã biết, hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối và con vật khác nhau. Đó chính là thế giới vật chất xung quanh chúng ta đấy. Và chúng bao gồm các vật sống và vật không sống. Vậy thì làm thế nào để phân biệt được vật sống và vật không sống? Chúng ta cùng đi vào nội dung phần 1 nhỏ, nhận dạng vật sống và vật không sống. Để nhận biết được thế nào là vật sống và vật không sống, các em hãy quan sát ở môi trường xung quanh chúng ta. Hãy kể tên một vài cây cối, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó chọn ra mỗi loại một ví dụ để chúng ta trao đổi thảo luận. Chúng ta có thể đưa ra một số ví dụ như sau. Ví dụ như cây đậu con gà con hoặc hòn đá. Tiếp theo, chúng ta cùng trả lời các câu hỏi phía dưới. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Con gà, cây đậu cần những điều kiện gì để sống? Vậy thì cô có thể hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất như sau. Con gà, cây đậu cần các điều kiện gì để sống? Thì con gà, cây đậu phải lấy thức ăn, nước uống để lớn lên và sinh sản. Cô có thể hướng dẫn chúng ta viết lại câu trả lời như trên. Con gà, cây đậu cần thức ăn và nước uống để lớn lên và sinh sản. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Hòn đá hay viên gạch, cái bàn có cần những điều kiện sống như con gà hay không? Vậy thì cô có thể hướng dẫn chúng ta là hòn đá, viên gạch hoặc cái bàn không cần những điều kiện sống như con gà và cây đậu để nó tồn tại. Vậy thì cô hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi thứ hai. Đó là hòn đá, cái bàn không cần thức ăn và nước uống . Câu hỏi tiếp theo, con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi trồng hay không? Trong khi hòn đá có tăng kích thước hay không? Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là con gà và cây đậu sau khi thời gian được nuôi trồng thì chúng lớn lên được. Còn hòn đá thì không tăng kích thước mà theo thời gian hòn đá có thể sẽ bị giảm về kích thước. Vậy thì từ những điều trên em hãy nêu những điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống. Vậy thì qua đây chúng ta có thể rút ra được cái kết luận về sự khác nhau giữa vật sống và vật không sống như sau. Đó là vật sống thì cần thức ăn, nước uống để lớn lên và sinh sản. Còn vật không sống thì không cần thức ăn, hay nước uống
cho lên à chúng không lớn lên và không sinh sản. Đây chính là sự khác nhau giữa vật sống và vật không sống. Vậy thì cơ thể sống có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2, các đặc điểm của cơ thể sống. Để giúp chúng ta nhận diện thế nào là vật sống và vật không sống trong tự nhiên, cũng như tìm ra các đặc điểm của vật sống, thì chúng ta sẽ hoàn thành cho cô nội dung vào phần bảng trang 6 trong sách giáo khoa. Em hãy dùng ký hiệu cộng là có hoặc trừ là không có điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp. Vậy là trong ví dụ trên thì chúng ta sẽ hoàn thành các đặc điểm của hòn đá, con gà, cây đậu. Để chúng ta xem là hòn đá, con gà, cây đậu sẽ có những cái đặc điểm như thế nào. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên, hòn đá. Vậy thì chúng ta thấy hòn đá có lớn lên không các em? À, hòn đá không lớn lên, vậy thì chúng ta dùng dấu trừ. Hòn đá cũng không sinh sản. Hòn đá cũng không thể tự di chuyển được. Hòn đá cũng không thể lấy chất dinh dưỡng. Và việc loại bỏ chất thải cũng không thể diễn ra. Và người ta kết luận là đây là vật không sống. Tiếp theo, con gà. Con gà có lớn lên, chúng ta dùng dấu cộng. Con gà có sinh sản, chúng ta dùng dấu cộng. Có di chuyển, có lấy các chất cần thiết và có loại bỏ chất thải. Vì vậy, chúng ta gọi con gà là vật sống. Cây đậu có lớn lên, có sinh sản, có di chuyển, có lấy chất cần thiết và có loại bỏ chất thải. Vì vậy, gọi đây là vật sống. Ngoài ra, chúng ta có thể lấy thêm một số ví dụ trong tự nhiên. Ví dụ như là con chó. Con chó cũng lớn lên, có sinh sản, có di chuyển, lấy các chất cần thiết và loại bỏ chất thải. Và chúng ta cũng gọi con chó là vật sống. Vậy thì qua bảng trên chúng ta có thể rút ra những cái đặc điểm chung của một cơ thể sống như sau. Vậy thì một cơ thể sống sẽ bao gồm các đặc điểm là nó có lớn lên, có sinh sản, có di chuyển, có lấy các chất cần thiết và có loại bỏ chất thải. Vậy thì chúng ta cùng rút ra những cái kết luận về đặc điểm chung của cơ thể sống nào. Vậy thì để một cơ thể sống thì nó phải có các đặc điểm như sau. Chúng ta sẽ có những cái đặc điểm ví dụ như là cơ thể đó phải có sự lớn lên. Lớn lên chính là sự tăng về kích thước và khối lượng theo thời gian. Và thứ hai đó là vật đó phải có sự sinh sản. Sinh sản là khả năng mà cơ thể tạo ra một cơ thể sống mới, ví dụ như con gà con hoặc cây lúa con. Và thứ ba, đó là có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Trao đổi chất chính là sự lấy chất cần thiết và loại bỏ chất thải ra ngoài môi trường. Và thứ ba, đó là nó có chức năng cảm ứng. Cảm ứng tức là nó có khả năng tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường. Ví dụ như khi con gà gặp nguy hiểm, nó có thể biết chạy đi. Hoặc là lá của cây xấu hổ sẽ cụp lại nếu như chúng ta chạm vào nó. Vậy là qua phần thứ hai này, chúng ta đã rút ra đặc điểm của cơ thể sống sẽ gồm những đặc điểm như sau. Thứ nhất đó là nó lớn lên. Thứ hai đó là sinh sản. Thứ ba đó là trao đổi chất và cuối cùng là có khả năng cảm ứng, trả lời và tiếp nhận các kích thích của môi trường. Vậy là qua bài học ngày hôm nay chúng ta đã rút ra được một
cái nội dung kiến thức rất là quan trọng, đó là chúng ta đã biết phân biệt được thế nào là vật sống và thế nào là vật không sống trong tự nhiên rồi. Và để là một cơ thể sống thì nó phải có các đặc điểm quan trọng như sau. Thứ nhất là có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Thứ hai đó là nó có sự lớn lên và sinh sản. Và nó có khả năng cảm ứng, tức là trả lời và tiếp nhận các kích thích của môi trường bên ngoài. Đây chính là các dấu hiệu đặc trưng hay chính là các đặc điểm quan trọng của cơ thể sống. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời các câu hỏi phía cuối bài. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Giữa vật sống và vật không sống có điểm gì khác nhau? À, vậy thì cô có thể hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất như sau. Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm khác nhau như sau. Vật sống. Thì có sự lớn lên. Có sinh sản. Có trao đổi chất. Và có cảm ứng. Thế còn vật không sống? Thì nó không lớn lên, không sinh sản, không có trao đổi chất và cũng không có cảm ứng. Đấy là nội dung câu hỏi thứ nhất. Cô có thể hướng dẫn chúng ta trả lời như sau. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống? Chúng ta hãy đánh dấu tích vào các ý trả lời đúng. Vậy thì những dấu hiệu nào là dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống? Vậy thì chúng ta sẽ tìm xem là những dấu hiệu nào là đặc điểm của cơ thể sống thì chúng ta đánh dấu tích vào các ô trống trước ý trả lời đúng. Ý thứ nhất đó là cơ thể sống có sự lớn lên. Vậy thì chúng ta sẽ tích vào ý đầu tiên là có sự lớn lên. Thứ hai, sinh sản. Cơ thể sống có sinh sản. Thứ ba, cơ thể sống di chuyển. Thì chúng ta thấy rằng là về khả năng di chuyển thì chỉ có ở các loài động vật thôi. Nếu còn các loài thực vật thì không có, thường thì sẽ không có khả năng di chuyển. Mà câu hỏi của chúng ta là dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống? Vậy thì chúng ta sẽ loại bỏ cái nội dung đó là di chuyển. Tiếp theo đó là lấy các chất cần thiết, thì đây chính là nội dung của các đặc điểm của cơ thể sống. Tiếp theo là loại bỏ các chất thải. Đó, chúng ta cũng đánh dấu vào. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ biết được các đặc điểm chung của cơ thể sống là gì. Vậy thì đặc điểm chung của cơ thể sống đó là có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Thứ hai đó là nó lớn lên. Và thứ ba đó là có sự sinh sản. Đây chính là các đặc điểm chung của cơ thể sống. Vậy thì cô có thể tóm tắt lại cái đặc điểm chung của cơ thể sống như sau. Đặc điểm chung của cơ thể sống như sau. Thứ nhất đó là trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Thứ hai đó là lớn lên. Và thứ ba đó là sinh sản. Vậy là cô đã hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong bài học ngày hôm sau. Cô chào các em.